Xin chào các bác đã đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Trek Merlin 4, một dòng xe đạp đi phố dành cho các bác mà đang tìm kiếm những chiếc xe đạp để đi thể dục hàng ngày ở trong những cái tuyến phố bình thường. Thì sử dụng một chiếc xe đạp mà các bác đang tìm cấu hình cao và thương hiệu tốt thì đây là một chiếc xe rất là phù hợp. Thương hiệu Trek rất là nổi tiếng trên toàn thế giới của Mỹ, rất là thương hiệu rất là đẳng cấp. Được sử dụng bánh 700C càng là càng carbon và set the loop của S-Jam SX5 khung nhôm, các sơn nguyên bản, toàn bộ xe là được nhập khẩu chính hãng thương hiệu Trek, tông màu rất là đẹp, tông màu xám pha với logo xanh, cực kỳ thể thao và đẹp mắt do là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và xe bãi nên là xuất hiện những cái vết xước này. Cái xước trên khung là không thể tránh khỏi. Còn là tổng thể của chiếc xe thì nó còn giữ được cái độ mới và đẹp, nó cũng tương đối là tốt. Từ những cái lớp sơn rất là bóng mịn, sơn rất là mới, chỉ những cái vết xước rồi đã qua quá trình sử dụng. Nhôm, công nghệ nhôm là công nghệ silver alpha aluminum. Công nghệ alpha này là công nghệ nhôm riêng của dòng Trek, rất là bền. Đùi trục rỗng của Chuvanti này và được sử dụng bộ group của S-Jam 9 speed này, đây ghi 9 speed tương ứng với cả là 9 thằng lip. Xích lip rất là mới, rất là trắng mới, 9 thằng lip và 3 thằng đĩa. Nó sẽ 27 tốc độ khác nhau. Euro Quattro. Bánh là 700 x 28. Phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị tay bấm S-Jam XS hai bên và phanh dầu của Techo. Càng carbon thôi, càng là càng carbon. Càng rất là đẹp, càng trục to. Đấy. Nhìn nó rất là chắc chắn. Rất là đẹp. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Và size của xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44-43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 58 cm. Chiếc xe nó có cái giống ngang khá là dài, xe sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi ở phố. Trang bị 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, 27 tốc độ khác nhau. Thì cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 13.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Và các bác khi mua xe tại cửa hàng sẽ được bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình
cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.